bỏ gì đấy, bác chơi bao nhiêu? Rất là chất. Bờ mi lớn xin đừng ngăn lệ những ngày em bước đi. Dẫu tháng vang cũng nghĩ gì người bận tâm chi. Giờ nơi vượt xa đó luôn gần quanh mình. Người có nhớ không nghĩa tình, khó khăn còn thương nhau mãi đâu. Sao giờ âu sầu, chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lời tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này đã trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. À, xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại về được một lô mic nội địa ở Trung Quốc. Hát rất là hay nhá. Đấy. Phải nói là cái mic này hát cực kỳ hay luôn. Rất ít khi em khen những cái bộ mic, những cái bộ mic mà cứ rẻ rẻ này là em cho là mic cỏ. Rất ít khi em khen những cái bộ mic cỏ mà gọi là hát rất là hay ấy. Cái mic này nhá, để mà bịt mắt lại mà hát với lại mic vì tím nhá. Em chắc chắn là cả em hay là các bác cũng thế thôi. Không thể phân biệt được đâu là cái mic này đang hát và đâu là cái mic vỉ tím đang hát nhé. Đấy, phải nói là hát tiếng của nó là y xì như cái mic bay vỉ tím luôn. Đấy, em so luôn với cái mic bay vỉ tím ấy, là một cái dòng đình đám và karaoke gia đình rất là hay rồi đấy. Mic này nó chỉ kém một cái là nó không có tự ngắt đấy các bác nhé. Đấy, mic này nó chỉ kém hơn một cái là nó không có tự ngắt. Nhưng mà chất âm của nó thì không khác gì với cái lại dòng bay vỉ tím luôn. Đấy, độ nhạy rất là cao đây các bác này. Đây em để rất là xa nhé. Nói em vẫn bắt này. Đây chỗ này phải tầm khoảng 30 phân này. Đấy. Em để trước cả ống kính này mà em nói là vẫn bắt được vào đây. Độ nhạy rất là cao. Hát rất là nhẹ các bác nhé. Và cái quắc hiển thị của nó rất đẹp này. Đấy. Quắc hiển thị rất đẹp, tí nữa em sẽ quay đầu thu nó sau nhé. Cái lô này tay nguyên bản của nó thì như này các bác nhé. Đấy, tay nguyên bản nó là hợp kim. Hợp kim nhá, rất là chắc chắn, cầm rất là đầm tay. Nhưng mà nó có chảy xước này, chảy xước nhẹ thôi các bác nhé. Hàng bãi mà không thể tránh khỏi được. Tổng cái lô này là em có 38 bộ cơ. 38 bộ nhưng mà chiều hôm nay em cho đi em dán đề can hết. Tại vì em thấy dán đề can nó đẹp hơn. Còn sau khi mà về các bác không thích cái màu đề can đấy, một thời gian sau thì các bác có thể lột ra. Đấy, lột ra thì bên trong nó sẽ như thế này các bác nhé. Đấy, lột ra thì tay mic nó sẽ như thế này đi. Đấy, nó có xước xác. Em để lại một bộ này để em làm mẫu, và anh em nào mà thích chưa bọc ấy thì có thể lấy bộ này, giá là 1.400.000 thôi nhé. 1.400.000 bao ship và tặng kèm đầy đủ dây giắc 6 ly và chống lăn. Đấy, sử dụng code Bayer các bác nhé. Tí sẽ cho các bác xem cái mạch nó giống cái mạch của mạch Bayer vỉ tím 90% luôn. Đấy, tay mic này cầm rất là đầm, chắc chắn, cầm chắc chắn là hơn dòng vỉ tím đấy. Đấy, em bán cả hai loại mà, thì cầm cái này em thấy nó chắc chắn, rồi làm cầm nó đầm tay hơn, vỏ rất là dày. Hàng này nhận mà các bác bảo không hay nhé thì trả hàng lại cho em nhé. Em sẵn sàng nhận lại hàng các bác nhé. Đấy, không hay thì cho các bác trả lại hàng, em hoàn tiền lại cho các bác luôn. Lô này là 30 mấy bộ cơ, nhưng mà ngày mai thì chắc là người ta dán xong thì em sẽ bán cái lô bọc đề can ngày mai. Hôm nay bác nào mà thích cái bộ zin nguyên bản này chưa dán này. Đấy, thì bảo em sẽ ship luôn. Và cái bộ thứ hai là một bộ GDS. Đây, GDS cũng là nội địa Trung Quốc các bác nhé, cũng sử dụng côn mayo. Bộ này cũng zin nguyên bản từ A đến Z. Đấy, sơn zin này, có xước xác này. Bộ này sẽ là giá là 1.300.000 các bác nhé. Tiếng hay nhưng mà so với cái dòng này thì nó kém hơn một chút nhé. Đấy, 1.300.000. Đây là cái nội thất của nó đây các bác này. Đấy, đây là nội thất của nó đây. Sử dụng toàn bộ là tụ nhôm các bác nhé. Sử dụng tụ nhôm. Đấy, cái bộ GDS này giá sẽ là 1.300.000 bao ship. Bây giờ em sẽ đi quay cái nội thất của cái bộ nội địa Trung Quốc mà giá là 1.400.000 cho các bác xem nhé.
đây các bác này, nó nhìn này, nó linh kiện của nó này, đấy, nó giống như vỉ tím đến 90% luôn. Đây, đây từ những cái con tụ ở đây, mạch của nó là mạch màu đen các bác nhé, mạch màu đen. Đấy, sóng của nó thì cũng chỉ ngang với dòng Bayer đấy các bác nhé, dùng gia đình với phòng hát thôi, xô chậu nó không dùng được. Đấy, hiển thị rất đẹp đây. Giò sóng này có giò bằng hồng ngoại và giò bằng tay nhé. Đây, tại vì cái dòng này tay mic nó cũng cho giò tần số luôn ở tay mic này. Đấy, vừa giò tần số được mà lại vừa giò bằng tay được các bác nhé. Đấy, các bác nào mà chơi gia đình thì chơi cái bộ này quá ok rồi. Đấy, em lấy hẳn cái bay vị tím này em so sánh cái chất âm thì các bác biết rồi đấy. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.